Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có chung đường biên giới trên bộ dài 2.067 km, chạy qua 10 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào. Tính đến nay, trên toàn tuyến biên giới Việt-Lào đã mở 38 cửa khẩu, lối mở biên giới, trong đó bao gồm 7 cửa khẩu quốc tế, 9 cửa khẩu song phương, 17 cửa khẩu phụ, 5 lối mở biên giới. Bên cạnh đó, còn có nhiều đường mòn, lối mở, chợ biên giới phục vụ giao thương của doanh nghiệp và cư dân khu vực biên giới hai nước. Nhận thức được tiềm năng và lợi ích từ việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt-Lào, lãnh đạo Bộ Công Thương hai nước thời gian qua đã đưa ra nhiều sáng kiến, chương trình hợp tác ở quy mô lớn và ký kết hiệp định thương mại biên giới Việt Nam-Lào. Đây là nền tảng và cơ sở để hai nước phát triển quan hệ song phương lên một tầm cao mới và góp phần vào sự phát triển ổn định của khu vực và quốc tế. Theo thống kê của Bộ Công Thương Việt Nam, năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam và Lào là hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017 và trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 594 triệu đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018. Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại các cửa khẩu, chợ biên giới đã ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động khu vực biên giới. Bên cạnh đó, việc ban hành các cơ chế, chính sách, các hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp giao thương cũng luôn được Bộ Công Thương hai nước chú trọng. Điển hình là mới đây nhất, hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước vừa được Bộ Công Thương tổ chức tại tỉnh Quảng Trị đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp hai bên. Thời gian qua, Bộ Công Thương Lào và Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy và khuyến khích tổ chức các nội dung liên quan về thương mại biên giới, tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế tại một số cửa khẩu nhằm thúc đẩy và khuyến khích tạo điều kiện cho lĩnh vực thương mại phát triển. Như tại Quảng Trị thì Bộ Công Thương Việt Nam và Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với vụ xuất nhập khẩu Bộ Công Thương Lào cùng Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, chúng tôi tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Lào để nhằm mục đích là thúc đẩy cái kim ngạch thương mại biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào ngày càng nâng cao hơn nữa, tận dụng những ưu đãi của hai bên đối với cho các thương nhân cư dân biên giới để mà nâng cao cái hiệu quả hoạt động thương mại cũng như trao đổi của hàng hóa của cư dân biên giới hai nước. Các hoạt động như đẩy mạnh xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ, giao thương, phát triển chợ biên giới, hợp tác trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại đã được hai nước quan tâm đẩy mạnh. Bên cạnh đó, việc hợp tác giữa các địa phương biên giới của hai nước Việt Nam, Lào, sự chung tay của các doanh nghiệp ngày càng được quan tâm đẩy mạnh. Tôi cũng rất là hy vọng để sản phẩm và cũng như là những cái kết nối của Sở Công Thương của tỉnh để là đưa các doanh nghiệp của tỉnh đến với nước bạn. Sở cũng đã là tạo điều kiện giúp cho các doanh nghiệp để kết nối với là các doanh nghiệp của nước bạn, thì hy vọng là lần này sẽ là một hợp tác tốt để cho các doanh nghiệp của tỉnh là phát triển và cũng như là kết nối được với các doanh nghiệp của bạn. Là một doanh nghiệp thì tôi rất muốn là được tham gia những cái chương trình hội nghị như thế này. Và rất cảm ơn những tỉnh nhà đã tổ chức ra để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, và là một cái doanh nghiệp thì được đi và được kết nối như thế này, đó là một cái điều rất là ý nghĩa đối với doanh nghiệp chúng tôi. Theo Bộ Công Thương, hai nước Việt Nam và Lào đã đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại năm 2019 tăng ít nhất 10%, tăng cường kết nối, hỗ trợ hai nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, năng lượng. Hai nước cũng từng hợp tác trong việc sử dụng bền vững nguồn nước, tài nguyên thiên nhiên, mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. Các bộ, ngành, địa phương, người dân hai nước cùng mở rộng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.